Thưa quý vị, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài tới tận 5 ngày. Vì vậy, ngày hôm nay là ngày được dự báo là cao điểm nhất người dân di chuyển ra khỏi các thành phố lớn. Tại thủ đô Hà Nội thì nhiều tuyến phố ngay từ đầu giờ chiều đã có áp lực phương tiện gia tăng mạnh, liên tục giữ ở mức cao cho đến tối ngày hôm nay. Ngay từ đầu giờ chiều, áp lực giao thông trên một số tuyến vành đai và các trục hướng tâm đã tăng lên rất nhanh. Lưu lượng phương tiện dồn về các tuyến như vành đai 2, vành đai 3, Giải phóng, Cổ Linh khiến cho dòng phương tiện di chuyển chậm. Ùn tắc và nắng nóng khiến việc đi lại của nhiều người dân trong dịp này cũng trở nên khó khăn, vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường. Các tuyến quanh khu vực các bến xe lớn như là Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm cũng ghi nhận tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn. Các tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô cũng như một số tuyến cao tốc ghi nhận lưu lượng phương tiện rất lớn. Trong ngày hôm nay, 100% lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động đến các điểm nóng về giao thông giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.